Ai cũng hỏi Mạnh Quỳnh sao không đến lễ 49 Phi Nhung, và phút chót tất cả đều ngỡ ngàng vì điều này. Vậy là lễ cúng 49 của cố ca sĩ Phi Nhung đã vừa được người thân tổ chức tại tỉnh xá Giác An tại Mỹ. Rất nhiều khán giả, đồng nghiệp như danh hài Thúy Nga, nghệ sĩ Thoại Mỹ, thậm chí là bà chủ lớn tuổi của trung tâm Thúy Nga, mẹ đẻ của bà Tô Ngọc Thủy cũng có mặt. Dù tuổi cao nhưng bà vẫn đến tham dự buổi cúng thất cuối cùng, đưa tiễn Phi Nhung. Tuy nhiên, người được mong chờ nhất tại buổi lễ là ca sĩ Mạnh Quỳnh, lại chưa thấy xuất hiện trong khung hình phát trực tiếp. Nhiều khán giả khi xem trên trang của Wendy Phạm đều hỏi Mạnh Quỳnh đâu. Có một vị khán giả viết, sao chưa thấy mặt Mạnh Quỳnh nhảy? Mọi người hãy nhớ rằng nhờ cặp đôi song ca Phi Nhung Mạnh Quỳnh thì cả hai mới được nổi tiếng đến vậy. Thương cho Phi Nhung, chỉ biết hy sinh cho người khác mà không màng đến hạnh phúc của bản thân. Mạnh Quỳnh và vợ mà có mặt thì tốt biết mấy. Phi Nhung cũng được an ủi phần nào. Bình luận của vị khán giả nhanh chóng được sự đồng tình của rất nhiều người khác. Cũng khá nhiều người tưởng rằng Mạnh Quỳnh không đến và buồn lòng vì chuyện đó. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân của chồng cũ cố ca sĩ Phi Nhung là anh Johnny Phạm đã chia sẻ một thông tin rất bất ngờ. Chia sẻ về tin nhắn của Mạnh Quỳnh gửi cho Wendy con gái cố ca sĩ vào phút chót. Mạnh Quỳnh viết, chú xin lỗi Wendy vì chuyến bay duy nhất đến Cali bị hủy do thời tiết xấu. Chú và cô Cẩm Diệu đã chuẩn bị tới thắp nhang cho mẹ con từ vài ngày trước. Tuy nhiên rất buồn vì hãng hàng không vừa thông báo hủy chuyến đột ngột, cho chú gửi lời xin lỗi gia đình. Và mong con hãy đọc những dòng này giúp chú Quỳnh trước phong linh của mẹ. Có một cuộc tình, không gọi là tình yêu, chẳng phải tình nhân hay ước hẹn duyên đôi lứa. Năm tháng bên nhau, ấp yêu từng kỷ niệm, đắng cay ngọt ngào nồng thắm gửi vào tim. Có một cuộc tình, không buộc ràng đời nhau, vẫn nhớ vẫn thương tuy tháng ngày xa cách, thoáng chút bâng khuâng khi đêm về giá lạnh. Biết ai lòng buồn nên nhắn gửi chút niềm riêng. Tình em và tôi như nước trên đầu nguồn, tình tôi và em như làn gió mát trong đêm. Lòng em mừng vui khi nhìn tôi hạnh phúc, nhìn em vui cười tôi thấy cả trời mộng mơ. Đó là cuộc tình cao đẹp hơn cả tình yêu, không gối chăn như nghĩa vợ tình chồng. Nhưng ấm nồng khi ta hiểu thấu đời nhau, đó là cuộc tình xin đặt tên tri kỷ. Đâu dễ nhòa phai khi nẻo đời bao trái ngang, luôn giữ cho nhau tin yêu và chấp nhận. Để cho tình mình muôn ngàn kiếp vẹn nguyên. Wendy hãy gửi giúp chú Quỳnh những lời này cho mẹ nhé. Đó là lời tâm sự của Mạnh Quỳnh. Được biết từ nhà Mạnh Quỳnh đến nơi cúng lễ 49 Phi Nhung khá xa. Mỗi ngày chỉ có một chuyến bay duy nhất, còn là máy bay khá nhỏ. Nên khá buồn vì Mạnh Quỳnh và vợ là Cẩm Diệu không thể tới thắp nén nhang cuối cho Phi Nhung được. Có lẽ Mạnh Quỳnh cũng rất khổ tâm. Từ khi Phi Nhung ra đi, người được dư luận quan tâm nhiều nhất có lẽ là chính là những động thái của Mạnh Quỳnh, đôi khi cũng làm anh rất khó xử. Mạnh Quỳnh từng phải thốt lên trên trang cá nhân rằng, nhìn lên thầm hỏi ông trời, sống sao cho đẹp lòng người thế gian. Con buồn khổ, bi lụy thì khuyên con cố mạnh mẽ bớt sầu thương, con cố mạnh mẽ, lạc quan để sống và làm việc như mọi người mong muốn thì lại bảo con sao mau quên và bạc bẽo. Ông trời cho con câu trả lời đi nạ, chứ con rối lắm ạ. Nhưng thôi con chỉ biết sống bằng chính con người thật của con, tốt xấu như nào lương tâm con tự biết trời ạ. Đó là những lời tâm sự của Mạnh Quỳnh. Còn tại bang Cali, Mỹ, Wendy Phạm, con gái Phi Nhung, cùng người thân, sư thầy cúng 49 ngày mất của ca sĩ tại tỉnh xá Giác An. Wendy có mặt từ sớm lo chu toàn mọi công đoạn cho buổi lễ. Cô giữ bình tĩnh, cùng người thân cầu nguyện cho hương linh mẹ được siêu thoát. Sau khi sư thầy tụng kinh xong, Wendy phát biểu, có hay con nhớ mẹ con sầu, có hay con gặp mẹ trong nước mắt, mẹ hỡi bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mới đây đã đến 49 ngày của mẹ, từng ngày ấy xé nát tim con, từ thuở nhỏ đến bây giờ con luôn được bảo bọc trong tình yêu thương của mẹ. Mẹ yêu thương người và làm từ thiện, con và hai đứa cháu mãi nhớ những kỷ niệm và yêu thương mẹ. Ngoài Wendy Phạm, ca sĩ Tri Di Phương Trinh cũng túc trực. Lúc sinh thời, Phi Nhung là em kết nghĩa thân thiết Tri Di Phương Trinh gần 30 năm qua. Do đó, khi em gái qua đời, Tri Di luôn bên cạnh hỗ trợ gia đình lo hậu sự, cúng kiến. Ngoài ra, một số nghệ sĩ khác như Thúy Nga, Bằng Kiều, Đức Tiến cũng đến cầu nguyện cùng gia đình. Trong buổi lễ 49 ngày, bàn thờ Phi Nhung được trưng bày hoa quả, xôi chè tươm tất cùng hai lẵng hoa, cho cốt giọng ca bông điên điển đặt tại đây thời gian qua để bạn bè, khán giả gần xa có thể đến thắp hương, tưởng nhớ. Hằng ngày, Wendy đều lên chùa sắp xếp việc thờ phụng mẹ. Cô còn bận rộn chăm sóc hai con nhỏ nên không có thời gian suy nghĩ, buồn phiền.
Dù vậy, con gái Phi Nhung chưa thể vượt qua nỗi mất mát lớn. Wendy cho biết, tôi tự hỏi mọi thứ hiện tại liệu có phải sự thật. Song tôi biết mẹ không thích con gái khóc nên bản thân tự nhủ phải mạnh mẽ, cười nhiều hơn để mẹ ra đi thanh thản. Mình buồn hoài không làm gì được hết. Wendy chia sẻ thêm, một hoặc hai năm sau, khi nào xã tăng, tôi sẽ đưa mẹ về Việt Nam thăm mọi người. Mẹ thích đi chơi biển nên tôi đưa tro cốt mẹ đến Hawaii và rải xuống biển theo nguyện vọng mẹ. Còn ở Việt Nam, các con nuôi ca sĩ Phi Nhung thể hiện bài Mẹ yêu ơi tưởng nhớ ca sĩ trong lễ cúng 49 ngày của chị. Đại diện các con nuôi, Phạm Đức Hiếu, 18 tuổi, xúc động nói, con cứ nghĩ mẹ Nhung sẽ đi với chúng con một đoạn đường dài nhưng mẹ đã qua đời ở tuổi 51. Chúng con rất buồn và đau xót cho mẹ. Con xin thay mặt các em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những lời chia buồn của mọi người gửi đến gia đình trong những ngày qua. Dù dịch diễn biến phức tạp, các đồng nghiệp, fan của mẹ cũng có mặt đầy trong buổi lễ tưởng niệm này. Nhiều nghệ sĩ có mặt ở buổi lễ không kìm được nước mắt khi nghe các con nuôi Phi Nhung hát. Mẹ yêu ơi là ca khúc được nhiều khán giả yêu thích. Bài hát nói về tâm tư của người con khi nhớ đến công lao sinh dưỡng của đấng sinh thành. Các bé nằm trong số 23 trẻ mồ côi ở mái ấm vòng tay dưỡng tử do sư cô Thích Nữ Minh Viên và Phi Nhung lập ra năm 2008 tại chùa Pháp Lạc, Bình Phước. Chi phí sinh hoạt, nuôi dạy được lấy từ tiền đi hát, kinh doanh quán chay của ca sĩ cũng như các nhà hảo tâm đóng góp. Hiện các bé vẫn được sư cô nuôi dưỡng và con gái Phi Nhung, chị Wendy Phạm, đang ở Mỹ, chăm lo. Phi Nhung còn các con nuôi đã lớn như Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiên Ngân. Họ vắng mặt vì ở Hà Nội làm giấy tờ sang Mỹ tham gia chương trình có tiết mục tưởng nhớ Phi Nhung. Nhiều nghệ sĩ có mặt tại buổi lễ như nghệ sĩ Ngọc Giàu, Thanh Hằng, ca sĩ Ngọc Sơn, diễn viên Trường Giang. Họ cùng thắp hương, biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ. Không gian nơi tổ chức lễ được bài trí nhiều hoa tươi, nhiều bức ảnh chân dung và khoảnh khắc sân khấu của ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời. Một sự kiện đáng chú ý trong buổi lễ, được biết Ngọc Sơn đến từ sớm, anh tiết lộ, hôm nay cũng là ngày thắp nhang tưởng niệm mẹ ruột anh. Trong buổi lễ, nam danh ca thể hiện ca khúc Lòng Mẹ đầy cảm động. Danh ca Ngọc Sơn bộc bạch, Ngọc Sơn thương Phi Nhung lắm, nhận nuôi ngần ấy em bé có lẽ không đơn giản. Ngọc Sơn chỉ nói vậy thôi, mong mọi người hãy bình tĩnh lại. Bên cạnh đó, giọng ca tình cha còn mua 50 thùng sữa gửi đến các con nuôi Phi Nhung. Đồng thời, anh cũng đại diện cho nhà hảo tâm để trao 500 triệu đồng cho các con nuôi cố ca sĩ. Tuy nhiên, sư cô Thích Nữ Minh Viên, trụ trì chùa Pháp Lạc, ngôi chùa nơi các con nuôi cố nghệ sĩ đang ở, xin không nhận số tiền này. Nhiều năm qua, sư cô là người cùng Phi Nhung nuôi dưỡng, dạy dỗ 23 trẻ mồ côi tại chùa. Trước đó, Ngọc Sơn cũng chính thức lên tiếng về câu chuyện ồn ào xung quanh chuyện hỗ trợ, giúp đỡ giọng ca nhí Hồ Văn Cường. Anh mong mọi ồn ào giữa cố ca sĩ Phi Nhung và con nuôi sẽ khép lại. Không chỉ có vậy, hiện tại Phi Nhung đã đi xa, theo giọng ca tình cha thì tên tuổi của cố nghệ sĩ không nên trở thành đầu câu chuyện, lời bàn ra tán vào của dư luận. Ngọc Sơn mong Phi Nhung được yên nghỉ thanh thản ở cõi Vĩnh Hằng. Video đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người.